Trong clip trước có rất nhiều bình luận của các bạn nghi là trên nóc nhà. Để Quyền đọc cho cả nhà nghe nha. Chắc trên nóc nhà á bạn, nóc nhà hơi nghi. Ok, để Quyền lên cầu thang này xem trên nóc có không. Sau một hồi ngó nghiêng tìm kiếm thật kỹ trên nóc cũng không thấy cả nhà ơi. Cũng có những bình luận của các bạn khác nói là chắc rớt nước rồi anh ơi. Vậy là dòng sông rồi, sông lười đi ạ. Ok, Quyền cũng săn quần lội xuống dòng sông lười kiếm một chuyến xem có không. Phải nói hồi đó bỏ vài chục ca mua vé vào thế giới nước tắm dòng sông lười, nó sạch và thích gì đâu. Giờ khả năng tốn 17 củ mà lội dưới dòng sông lười nước đục ngầu dơ hầy như vậy thì đúng là một trải nghiệm không đáng có. Sau một hồi mò mẫm sờ sẫm lặn ngụp kiểm tra mà vẫn không tìm được thì thôi, Quyền quyết định bỏ cuộc trong việc tìm kiếm chiếc flycam này, đành chấp nhận tham quan công viên nước đại thế giới tốn 17 củ. À, trong bình luận của clip trước có rất nhiều bạn nói chú coi thử dưới dòng sông lười đi, không có thì tâm linh lắm á, trong đó âm u quá trời chắc tâm linh rồi chú ơi. Bây giờ nhớ lại lúc đi kiếm chiếc flycam lòng vòng bên trong công viên nước đại thế giới, cảm giác cũng âm u và nổi da gà, không lẽ tâm linh thiệt ta.